sử diễn viên Hiếu Hiền. Hiếu Hiền tên thật là Phạm Hiếu Hiền, sinh vào ngày 2 tháng 7 năm 1977, là một nam diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và người dẫn chương trình Việt Nam. Hiếu Hiền sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là con trai út của cố nghệ sĩ Kim Ngọc và nghệ sĩ Đức Lang. Hiếu Hiền từng nhiều năm đi diễn hài cùng mẹ và nhóm hài Kim Ngọc với các vở tiêu biểu Tuyển Tiếp Viên, Ba Bao Liêu Mạng và đóng nhiều vai phụ trong các bộ phim. Tháng 12 năm 2010, Hiếu Hiền kết hôn với Thùy Liên. Ngày 16 tháng 1 năm 2011, nghệ sĩ Kim Ngọc, mẹ của Hiếu Hiền đột ngột qua đời do bị đột quỵ. Năm 2012, hai vợ chồng anh sinh một bé trai và đặt tên là Hiếu Nhân. Năm 2015, hai vợ chồng anh sinh một bé gái và đặt tên là Kim Hậu. Các bộ phim hài tiêu biểu mà Hiếu Hiền đã đóng: Tuyển Tiếp Viên, Ba Bao Liêu Mạng, Ra Riêng Anh Cưới Em, Bài Tango Xa Rồi, Ăn Mày Tìm Con, Long Lê Đường, Tuyển Ca Sĩ, Đón Con Về, Trời Xanh Nhỏ Lệ, Ba Giai Tú Xuất, Bà Xã Tôi Năm Bầu Ăn, Trạng Chết Chúa Băng Hà, Tệ Hơn Vợ Thằng Đậu Con Mới Chịu. Các bộ phim mà anh đã đóng: Người Chồng Mờ, Những Cô Gái Chân Dài, Tuyết Nhiệt Đới, Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt, Võ Lâm Truyền Kỳ, Ngôi Nhà Bí Ẩn, Nụ Hôn Thần Chết, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Trọn Đời Bên Em, Cô Gái Xấu Xí, Bẫy Rồng, Công Chúa Tin và Ngũ Hổ Tướng, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Cho Một Tình Yêu, Sự Thật Vô Hình, Long Ruồi, Hot Boy Nội Loạn, Khát Vọng Thượng Lưu, Hello Cô Ba, Lệ Phí Tình Yêu, Kính Thưa Ô Xin, Chuyện Tình Đạo Ngược, Yêu Anh Em Dám Không, Bay Vào Cõi Mộng, Lựa Phật, Tiền Chùa, Đại Náo Học Đường, Xui Mà Hền, Kim Chi Cà Pháo, Trở Về, Tỷ Phú Chăn Vịt, Bảo Mẫu Siêu Quậy, Tiên Nữ Không Kiêng Cữ, Số Nhỏ, Lộc Phát, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Cao Thủ Ẩn Danh, Bảo Mẫu Siêu Quậy, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Vợ Của Chồng Tôi. Anh đã dẫn chương trình trong một số chương trình: Ống Kính Hậu Trường, Tài Tiếu Tuyệt năm 2017, Cười Lên Nào, Taxi May Mắn, Cùng Vượt Lên Chính Mình, Live Show Hoàng Châu vào năm 2013, Cặp Đôi Hài Hước, Khẩu Vị Ngôi Sao. Các chương trình truyền hình Chung Sức từ năm 2006 đến năm 2008. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.